Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, những ngày này đọc những vần thơ đầy tâm trạng, bao dây dứt khôn nguôi, ai trong chúng ta không khỏi chạnh lòng. Tháng bảy đất trời không của riêng ai, có một ngày để tri ân tưởng niệm, ăn quả ngọt nhớ công người vun vén, uống nước nhớ nguồn đạo lý nhân sinh. Ai tham vọng mong cầu danh giá hiển vinh, trước hòn đạt mũi tên giữa chiến trường máu lửa khi xếp hàng chờ cuộc điểm danh lịch sử, sinh tử ngặt nghèo, đấu dễ vắng tên anh. Non nước yên bình, trời đã cao xanh, hương khói nghĩa trang, cỏ cây còn rơi lệ. Dưới mỗi tấm bia, một hình hài xương trẻ, thiên thu yên giấc vĩnh hằng. Chống diễn biến hòa bình trân trọng giới thiệu đến các bạn bài thơ của cụ chiến binh Phạm Minh Tâm, Cuộc điểm danh lịch sử một ngày dỗ chung cho cả triệu người những con tim tuổi hai mươi ngừng đập khi còn rất khỏe cuộc chiến đã cũ càng nhưng nỗi đau dường như còn mới mẻ âm mỹ giữa lòng chữa dễ nguôi ngoai tháng bảy đất trời không của riêng ai có một ngày để tri ân tưởng niệm ăn quả ngọt nhớ công người vuông vén uống nước nhớ nguồn đạo lý nhân sinh Ai tham vọng mong cầu danh giá hiển vinh trước hòn đạn mũi tên giữa chiến trường máu lửa. Khi xếp hàng chờ cuộc điểm danh lịch sử, sinh tử ngặt nghèo đâu dễ vắng tên anh. Non nước yên bình trời đã cao xanh, hương khói nghĩa trang cỏ cây còn rơi lệ. Dưới mỗi tấm bia một hình hài xương trẻ, thiên thu yên giấc vĩnh hằng chúng ta san sẻ được đói nghèo khốn khó cưu mang nhưng còn nỗi đau nỗi đau một phần thịt xương rời cơ thể nỗi đau những đứa con tật nguyền cả đời nương bóng mẹ khát cháy một vòng hơi ấm tay cha mưa nắng thất thường xương gió phôi pha đất vẫn ru anh bằng lời ru của mẹ ấp ủ nâng niu những linh hồn non trẻ thế hệ vàng đổi máu lấy giang sơn